Quý vị và các bạn thân mến, lại là Đúng Trần Channel đây. Xin mời chúng ta cùng quay lại với Đúng Trần Channel để chúng ta tham quan những điểm nổi bật ở tại thành phố Jaipur. Như chúng ta biết rằng là thành phố Jaipur hiện xếp vào thứ 7 trong số các thành phố xứng đáng được ghé thăm châu Á, nhất châu Á. Và đó là cái sự nhận định của cái sự khảo sát Connaught Traveler Reader Choose đã công nhận như thế. Và điểm tiếp theo thì chúng ta biết rằng là ở Jaipur không những là một cái thành phố nổi tiếng về sự đặc sắc màu sắc, đó là thành phố hồng, mà còn nổi tiếng với một loạt các pháo đài cung điện cùng với những công trình của các hoàng gia. Và nổi bật trong số đó là cung điện thành phố. Chính vì thế là ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với Đúng Trần Channel. Chúng ta sẽ tham quan cung điện thành phố, một cái điểm nhất vô cùng đặc sắc của thành phố Jaipur mà du khách khi đến đây thì không thể nào bỏ qua được. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tham quan cái cung điện thành phố, được gọi là bảo tàng đó, bảo tàng cung điện thành phố, nằm ở ngay trong lòng của thành phố Jaipur. Đây là một cái công trình rất là rộng lớn bởi vì khi mà chúng ta vô tham quan cái City Palace, tức là cung điện thành phố này, được coi là một cái bảo tàng, thì gồm có 4 khu vực chính. Chúng ta có khu vực trang phục nè, rồi khu vực vũ khí nè, khu vực nghệ thuật và những cái thắng cảnh trong cái bảo tàng cung điện này. Chúng ta sẽ tham quan một cái công trình có kiến trúc đặc sắc, đó là một cái tòa nhà mà đã được cái xây dựng từ thời của vị vua Maharaja. Người đã chuyển từ ở Amber về lại Jaipur này năm 1727. Ngay từ xa xưa đó thì cung điện thành phố này là nơi mà của dòng dõi hoàng gia, nơi hành lễ và diễn ra các sự kiện tôn giáo và văn hóa chính của thủ đô. Đồng thời đây cũng là nơi trưng bày triển lãm nghệ thuật, thương mại, công nghiệp. Bảo tàng này được mang tên là Maharaja Sawai Mansin II. Nổi tiếng cũng là một công trình nằm trong cung điện thành phố. Nơi đây thì rất là rộng lớn như Đức Đoàn Channel vừa chia sẻ đó. Bởi vì ở đây đó là một cái khu quần thể gồm có tòa nhà, sân vườn, phòng trưng bày và những cái trưng bày về văn bia của hoàng gia. Chính vì thế là có những chỗ mà họ không có cho quay phim chụp hình, thì mong quý vị thông cảm nha. Bởi vì nơi đây có thể trưng bày tất cả những vật dụng của hoàng gia, ví dụ như quần áo, long bào vân vân, trang phục đắt tiền. Và trong cái khu về các bảo tàng về vải nè, tranh ảnh, vũ khí. Đây, chúng ta thấy là một trong những cái tòa nhà đặc biệt ấn tượng của cái cung điện thành phố này. Còn đây là lối đi lên trên của một cái khu thứ hai, đó là khu trưng bày về vũ khí. Và lên trên thì dĩ nhiên là vô trong thì chúng ta cũng không được quay phim chụp hình, cho nên là chỉ thấy được một vài hình ảnh tiêu biểu mà thôi.
Đây là một cái vị trí chụp hình rất là đặc biệt ạ. Chụp từ cửa sổ quay ra. Đây nơi trưng bày các vũ khí đây. Cung điện thành phố này thì đây là một cái tập hợp cung điện hùng vĩ và được xây dựng vào giữa thế kỷ 19 ở trên một cái ngọn đồi đồi cao. Đủ đồ chơi. Đây chúng ta lại trở ra với một cái khu khác. Đây quả là một cái công trình rất là đặc sắc ạ. Đây là một trong cái cung điện lớn thứ hai ở Ấn Độ, chỉ sau cái cung điện Mysore và cung điện lớn nhất là Rajasthan, toàn bộ phía bắc của Ấn Độ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
सर मैं वेलकम फोटो करते हैं।